Đừng dùng miếng dán mụn nếu không xem video clip này, bởi vì mụn ấy thì cũng có mụn this, mụn that, và miếng dán mụn thì cũng có loại này loại kia. Nếu hiểu kỹ thì có thể chọn và sử dụng đúng cách. Vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu bản chất của miếng dán mụn là một miếng có khả năng dính để dán vào lớp mụn. Thường miếng dán mụn sẽ gồm có hai lớp. Lớp bên ngoài là một màng phim mỏng làm bằng chất liệu polymer. Đây là một chất liệu dẻo có khả năng chống thấm, kháng nước rất tốt. Bên cạnh đó thì cũng sẽ ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn, hóa chất thâm nhập vào vùng da bị mụn. Còn lớp bên trong ấy thì sẽ là hydrocolloid. Hydrocolloid là một loại băng có khả năng hút mủ và dầu thừa, đồng thời sẽ tạo một môi trường ẩm và sạch sẽ để giúp vết thương mau lành cũng như là không để lại thâm. Trên bảng thành phần màng phim mỏng polymer ở bên ngoài ấy, thường thấy đó chính là polyurethane PU hoặc là polyisoprene hoặc polyisobutin hoặc một số các gốc copolymer như là acrylase copolymer hoặc gốc vinyl caprolactam dành hoàng như này đây. Còn ấy, nhìn thấy cellulose gum thì biết đó là hydrocolloid đó các bạn. Tóm lại, polymer tạo màng chống thấm, hydrocolloid hút mủ, lánh thương, hạn chế thâm, nhưng không phải miếng dán nào cũng bao gồm hai chất liệu này. Miếng dán mụn của Agnes thì chỉ có polymer, hoặc Duoderm thì chỉ có hydrocolloid, hoặc một số các miếng dán mụn khác mà có cả hai chất liệu này thì hàm lượng của hai chất liệu cũng sẽ khác nhau, dẫn đến cảm quan và hiệu quả trên da cũng khác nhau nha. Tóm tắt đơn giản như thế này cho các bạn dễ nhớ này: không có hydrocolloid thì không có khả năng hút mụ, nhưng được cái là dính rất tốt, móm gần như tàng hình trên da. Thường những loại như thế này thì sẽ tẩm thêm một số những thành phần để kháng khuẩn, kháng viêm như là trà xanh, tràm trà, salicylic acid, hoa cúc, giúp trị những lúc mụn viêm da tốt. Còn nếu chỉ có hydrocolloid thì dày, dính kém, nhưng được cái là rất lành tính, giúp lành thương rất nhanh. Có cả hai nhưng nhiều PU hơn, ít hydrocolloid á. Những loại như thế này thường phù hợp với dùng ban ngày vì là che khuyết điểm tốt, dính tốt, mỏng và có khả năng hút mủ luôn. Còn nếu có cả hai nhưng mà nhiều hydrocolloid, các bạn sẽ thấy rằng là hay đi kèm với cả chữ là repair, bởi vì phù hợp để mà lành thương, phục hồi da, hợp dùng mà đềm. Đấy, bây giờ các bạn đã hình dung là tại sao có quá trời các loại miếng dán mụn khác nhau chưa? Lời khuyên của em đi, nếu mụn viêm sưng dùng loại 1, mụn có mủ thì phải có hydrocolloid nhá, loại 2, loại 3. Vừa mới đi lấy mụn về xong hoặc là có vết thương hở ấy thì mình dùng loại 4. Lý thuyết là như vậy, thực tế miếng dán mụn có hiệu quả hay không? Câu trả lời là có, bởi vì cả hai chất liệu PU và hydrocolloid đều là những chất liệu chuyên dụng ở trong y khoa và đã có nhiều nghiên cứu chứng minh về hiệu quả trong việc là ngăn chặn vi khuẩn hóa chất xâm nhập hoặc lành thương hút mủ. Quan trọng ấy là mình hiểu rõ bản chất để lựa chọn loại cho đúng với cả nhu cầu của mình. Có thực sự cần dùng miếng dán mụn hay không? Chấm mụn thôi được hay không? Câu trả lời là có và không. Không phải lúc nào cũng cần miếng dán mụn, nhưng rất nên dùng trong những trường hợp sau. Đầu tiên đó là tay chân tái máy, lúc nào cũng cậy 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 cái mặt như thế này, mình dám bảo để ngăn chặn những bàn tay tội lỗi. Thứ hai nữa là vừa đi lấy mụn về hoặc còn mụn vỡ ra, thôi an toàn thì mình cứ dám vào, một ngày sau lành lặn xong gỡ ra. Thứ ba nữa là mụn mà đang có mủ, mình dám một miếng hydrocolloid vào hút mủ lên cực kỳ hiệu quả. Cái thứ tư mà chỉ có một vài nốt mụn viêm thôi nhưng da lại rất khô thì mình dám vào cách ly hóa chất xong rồi dưỡng 7-7-4-9 để không bị ảnh hưởng đến những vùng da khác. Và số 5, tình trạng này hay gặp phải này, đang có mụn viêm sưng nhưng mà vẫn phải make up dày. Chỗ mà mụn viêm ấy không chỉ là lỗ chân lông bị bít tắc đâu mà còn đang bị vi khuẩn tấn công. Nếu không cẩn thận thì lớp make up của chúng ta có thể làm cho tình trạng trở nên xấu hơn nữa. Nên an toàn nhất là cứ dán một miếng dán mụn tàng hình như thế này vào, xong make gì make. Nếu không rơi vào 5 trường hợp trên thì cũng không nhất thiết phải sử dụng miếng dán mụn, cứ có một chiếc gel chấm mụn hiệu quả thủ sẵn như thế này là được rồi. Vì tính ra miếng dán mụn thì cũng khá là hao nha. Nhưng lời khuyên của em đối với những bạn nào mà bị mụn nội tiết ấy thì vẫn nên sử dụng cả hai. Vì mụn nội tiết cơ bản là nó không nhỏ đâu, và vết thương hở ấy thì cứ bảo vệ vài ngày cho nó chắc chắn